chồng mọi người đến kênh Tô Tranh của mình. Với cả nhà của mình, tô bức tranh để một chữ Y dài như này, và mời cả nhà đón xem mình sẽ tô bức tranh này như thế nào nhé.
Còn bây giờ mình vừa tô xong bức tranh một chữ Y dài như này. Cảm ơn cả nhà đã xem video tô tranh của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo.